Được giải Best Body, bởi vì mọi người biết là từ một cái thân hình có hương đến một cái thân hình như ngày hôm nay, đó là một cái quá trình luyện tập. Mặc dù là Thùy không nghĩ rằng là Thùy có body đẹp nhất so với mọi người, nhưng mà cái hành trình thay đổi bản thân cũng như là hoàn thiện bản thân của Thùy rất là dài. Lúc mà Việt Nam không được gọi vào trong những top show hơn thì mình trên sân khấu, mình lúc đấy mình rất là buồn và hụt hẫng. Nhưng mà sau đó thì mình lấy lại dần tinh thần và mình nghĩ rằng là mình đã vượt qua rất là nhiều cô gái khác và đứng ở vị trí top 20 của một cuộc thi lớn nhất hành tinh, thì mình cũng nên tự hào về những cái gì mình đã cố gắng, và Thùy đã cố gắng hết sức trong cuộc thi. Còn cái việc mà mình đi xa hơn nữa, nó còn rất là nhiều yếu tố. Cái quyết định cắt tóc cũng là một quyết định khá là táo bạo đối với Thùy, bởi vì Thùy cũng dưỡng tóc dài để thi hoa hậu rất là lâu, và lúc mà cắt đi thì mình cũng rất là tiếc. Nhưng mà mình cũng thích một cái hình ảnh năng động trẻ trung, và đặc biệt là khi mà mang cái mái tóc ngắn này thì Thùy cảm thấy rằng là mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian làm tóc. Thực ra thì mỗi bộ đồ sẽ có phù hợp với một kiểu tóc, và Thùy lựa chọn cái tóc mà bới cho cái phần chung kết, phần dạ hội, bởi vì nó, Thùy cảm giác là nó gọn gàng và nó sẽ giúp tôn bộ đồ hơn và tôn gương mặt của Thùy hơn. Bản thân Thùy làm nghề người mẫu cũng 8-9 năm, và nhiệm kỳ Á hậu thì cũng 2 năm, và Thùy cũng không hiểu cái hình ảnh hoa hậu là hình ảnh như thế nào. Thùy chỉ nghĩ rằng là mình cứ phù hợp với lại cái hình ảnh như thế nào, mình cứ phát triển tối đa cái khả năng của mình, thì tức khắc là mình sẽ tỏa sáng, tức khắc là mình sẽ đẹp, chứ không phải theo một cái quy chuẩn của xã hội là hoa hậu thì phải như thế này, hay là người mẫu thì phải như thế kia.